Rồi, chuyên xe Gojek này xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì tiếp theo hôm nay lên cho anh em một con quay S đời 2007 ha. Con này thì nói chung là xe tiểu kiểu là xe chất anh em ơi, xe dọn mới anh em á, không phải là sơn lại hay gì hết á, mà cái dàn này, nguyên cái dàn áo của con này á, là đập hộp luôn, chính hãng luôn. Nguyên cái dàn áo này là dàn áo chính hãng Honda đập hộp luôn anh em ơi. Đấy, nên là anh em nhìn sẽ nhìn thấy được là cái chất xe của nó rất là đẹp. Thứ hai nữa là máy móc, con này là máy móc zin. Con này á, là giá 14 triệu. Thường thường như bên em á, thì sẽ tầm giá của nó là tầm 10, 11 triệu, 12 triệu đổ lại thôi. Nhưng mà con này là giá 14 triệu 500. Đó, 14 triệu 500. Nó đặc biệt ở cái chỗ là cái dàn áo của nó là dàn áo đập hộp mới luôn, chính hãng của Honda luôn anh em ha. Đó, nó theo kiểu là zin mộc đẹp luôn anh em ha. Nên xi nhan cam biển này, biển 60X2 này đấy, 14 triệu 500 là bớt nhẹ thôi anh em ạ, con này bớt nhẹ thôi. Chứ còn đâu là máy móc là của nó là máy móc chất luôn anh em. Con này là máy cực kỳ chất anh em nhé, máy móc cực kỳ chất luôn này. Anh em nhìn các chi tiết này, đấy, lốc đồ cũng đẹp, vô bọng là NF100 này, còn nguyên này đấy, vô nguyên không cấn móc không ló. Cái này liền sau thì căm này thì thay rồi anh em này, căm này thì thay rồi. Con này thì nói chung là cũng kiểu là dọn, mà dọn nhẹ anh em ạ, dọn mà theo kiểu là dọn kiểu mà kiểu nhẹ thôi, không phải là kiểu nhiều quá đâu anh em, kiểu mộc thôi đấy, giống như là căm này thì thay mới, dọn lại mới này. Phục còn nguyên hết anh em, anh em nhìn phục còn nguyên hết ha, make in Thailand ha, liền trước liền sau là một cặp của nó là make in Thailand hết, là căm mới liền mới hết anh em nhé. Đấy, cái này là liền này cũng đắt tiền lắm anh em này. Vỏ lốp dày này, phục còn nguyên, cặp te còn nguyên, không xi không giảm này, tem thông số còn nguyên này. Con này là theo kiểu là dọn mới lại anh em nhé, đặc biệt là cái dàn áo này là dàn áo đập hộp nhé anh em, dàn áo chính hãng của Honda chứ không phải là loại mà 1112 hay gì đâu anh em, không phải là loại sơn lại luôn, mà nó là dàn áo chính hãng luôn. Đó, nó rất là đắt, này là 3-4 triệu một bộ đó anh em ạ, cái loại này này, cái áo của nó đấy. Bởi vậy nên là con xe này nó mới có giá là 14 triệu 500 anh em ạ, nó không tự dưng mà nó có giá 14 triệu 500 đâu. À, thì còn thường mấy con ngoài kia là tầm 11 triệu thôi, 11-12 triệu thôi, mà con này cái giá này nó khác nha anh em, tại vì nó dọn lại rồi, nó dọn lại nguyên cái cặp liền này, liền trước liền sau là dọn lại hết rồi, vỏ lốp dày, hai nó dàn áo. Đặc biệt anh em ha, một con xe mà dọn được lớn như độ nhất độ như này thì nói chung là cũng chăm chút lắm anh em ạ, cũng chăm chút lắm luôn anh em. Máy móc là zin anh em nhìn này, đấy, máy móc nhìn zin này, máy zin của nó là không xi không giảm này, nhìn nó chất xe nó khác biệt lắm. Máy móc đồ gì nó khác biệt lắm anh em. Hàng này nói chung là xe này xe cũng kiểu là xe mà cái người chủ của nó là cũng chăm chút anh em nhé, chăm chút xe này. Zin nhé anh em, đầu nồi đồ là nguyên hết anh em ạ. Máy em cực kỳ á, anh em mà mua xe, nếu như mà mua xe mà dọn lại á, hoặc là muốn mua về mà đi làm đi cày hoặc là đi kiểm dọn lại á, thì anh em thêm mấy triệu ra anh em lấy con này nhé. Con này nhìn vậy thôi chứ mà người ta dọn ok hết rồi anh em ạ, người ta dọn ok hết rồi, dàn chân cứng cáp cho anh em luôn, dàn chân rồi là dọn cứng cáp cho anh em này. Xe này là kiện đấy anh em ạ, xe này là xe kiện đấy chứ không phải là dọn mà dọn nửa mùa đâu, dọn là dọn kiện đấy, dọn mà dọn chơi phong cách đấy anh em ạ, phong cách zin đấy. Cái dàn này là xi lại hết, tại vì biết sao không, đa số là mấy cái dòng này á, một thời gian là chóc là nổ sơn là chảy chuỗi hết, bây giờ người ta dọn lại luôn, đẹp, nhìn là đẹp từ trên ra ngoài luôn, nói thiệt. Anh em mà đang có ý định mua quay S lấy con này luôn, con này nó dọn sẵn rồi, được cái là cái dàn áo mới cho anh em, dàn áo mới là đập hộp của hãng Honda cho anh em luôn, hai nữa là cục máy zin lời anh em nhé, mua con này lời nhé, không lỗ, mua con này lời không lỗ. Chứ còn để mà bản thân anh em mà mua về dọn lại tiền công tiền đồ tiền này tiền kia nữa, mười mấy triệu, hơn gần 20 triệu chứ không đùa. Anh em nhìn cái xe vậy thôi chứ anh em dọn nhá, tính tiền đồ này kia của nó vào, nó mắc tiền lắm anh em ạ.
Còn cái này là người ta dọn sẵn luôn rồi đấy, bán lẻ, bán rẻ cho anh em luôn đấy, mấy nghìn Thái Lan này. Cái này thì nó cũng sơn lại hết hai cái ống này, hai cái ti trước này sơn lại hết rồi. Đấy, heo dầu này, heo dầu đẹp không anh em? Heo dầu này cũng sơn lại rồi. Đó, nhìn dọn kiện rất là đẹp ha, liền là make in Thái Lan đằng trước đằng sau luôn một cặp. Đấy, make in Thái Lan luôn, nó vỏ trước vỏ sau là dày cộp. Áo thì nói chung là áo hàng đập hộp rồi anh em ơi. Đó, em nói hàng đập hộp luôn là anh em hiểu rồi. Đấy, hàng đập hộp chính hãng của Honda luôn rồi. Đấy, một dàn áo như vậy là 3-4 triệu một dàn một cặp nha anh em, mà trước sau luôn. Đấy, tem này là tem nó dán sẵn luôn nè anh em ạ, tem zin của Honda luôn đấy. Nói chung là mình mua nguyên bộ dàn áo là nó sẽ đi nguyên bộ như thế này. Đấy, cũng nhấn nhá là anh em, nói chung là con này thì chất anh em ạ. Con này thì là chất xi nhan cam này, tay thắng tay đồ là sơn lại luôn này. Đấy, chóa đèn là còn đẹp này. Đấy, nói chung là hàng này hàng chất lắm anh em ơi. Anh em mua một con xe YS 11 12 triệu, anh em thêm giùm em á 1 2 triệu nữa, 2 triệu 2 triệu rưỡi đâu nữa. Anh em lấy con này, anh em đi lấy con này về là đi kiện luôn. Em nói thiệt với anh em là con này về là anh em đi kiện luôn, anh em đi kiện luôn, không phải suy nghĩ, không phải lăn tăn gì hết. Tại vì nguyên một cái dàn áo là dàn áo mới rồi, nguyên một cái dàn áo là hàng dàn áo Honda chính hãng mới rồi đấy, từ trước ra sau. Rồi nguyên dàn chân là dàn chân mới luôn rồi, dàn chân là đi căm make in Thái Lan, là căm liền là make in Thái Lan rồi. Nguyên một dàn mới, xi dặm lại mới đẹp luôn rồi đó. Đấy, không còn cái gì để chê hết, con này giờ không còn để gì để chê nữa. Anh em lấy về rồi sang tên ra số định danh nữa là ra năm số nữa là đẹp luôn anh em ạ. Đằng trước đằng sau là dọn nhẹ đấy, xi nhan cam đó, xi nhan cam một cặp trước sau đấy, rất là đẹp đó, không chuẩn chỉ chuẩn hết luôn anh em ạ. Con này về lên lại cái biển số 5 số nữa, anh em nhấn nhá nhẹ một cái phục nai hoặc cái phục gì ở đây nữa là đẹp. Thế thôi anh em, con xe này nó vậy thôi mà anh em, nó đâu còn gì nữa đâu. Tại vì căm dàn chân là dọn hết rồi, dàn chân là căm mới rồi, căm mới niền mới hết rồi. Đó, dàn áo thì dàn áo đập cột rồi, dàn áo của Honda luôn. Đó, dàn áo chính hãng Honda luôn nha anh em, không phải là loại 1112 gì đâu. Đấy, mua trong hãng Honda luôn. À, áo xe bịch đấy. Máy nó chất như thế mà anh em, nó chất như thế mà. Đấy, máy lại được cái cục máy zin cho anh em luôn, cái được cục máy zin cho anh em luôn. Bình xăng, bình đồ, máy móc zin đó. Nhẹ không anh em? Bình thường anh em xin mà anh em nghe cái giá mà gọi là anh em nghe cái giá mà 14 triệu á, 14 triệu 500 á, thì anh em nghe thì thật là nó đắt. Nhưng nếu mà để nói mà tính ra tổng thể thì là nó rẻ anh em ạ. Tại vì bình thường kia mình không là 11, 12 triệu một chiếc rồi. Và bây giờ thêm có khoảng 2 triệu rưỡi mà được cái dàn áo mới đập hộp Honda luôn. Dàn áo mới nha, dàn chân dọn lại hết luôn. Nói chung là nó kiện toàn, nó mọc làm toàn bộ luôn rồi, nó đẹp toàn bộ luôn rồi. Đấy, bình xăng này anh em này. Bình xăng này thì hơi xấu, nói chung nó thẳng luôn. Đấy, có cái gì nói cái đó. Dàn chân này, cái bình xăng này thì hơi xấu thôi. Đấy. Niềng đế thì còn nguyên hết rồi, mấy cái này cũng không. Còn chỉ có mỗi cái là bình xăng hơi xấu tí thôi. Còn đâu lại là đẹp hết anh em ạ. Giá 14 triệu còn bớt nhẹ. Anh em alo 0983533445 nhé. Con này kiểm toàn bộ rồi. Nguyên dàn áo đập hộp Honda. À, áo là không biết chày anh em ạ. Xé bịch luôn. Rồi dàn chân là make in Thái Lan. À, dàn chân là một cặp niềng mới lên Thái Lan, mới cắm mới niền mới rồi. Xi lại cái dàn chân phục trước này, heo dầu xi lại đấy, anh em nhìn tổng thể không, nó khác gì một con xe kiện đâu, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp hoàn thiện luôn. Anh em về mua về là sử dụng luôn á. Anh em nghe cái giá là 14 triệu thì 14 triệu 500 thì nghe là nó đắt, nhưng mà tính ra thì là nó rẻ rẻ anh em ạ. Anh em mua ngoài trước kia 11 12 triệu rồi, anh em mà lên được như một chiếc như thế này á, hơn cái giá 14 triệu là nhiều anh em nhé. Đấy, anh em nào chơi xe thì liên hệ nhé. Đấy, con này kiện hết rồi, mua về là chạy thôi. Anh em yên tâm, một cái là dàn áo Honda luôn, anh em có thể mở ra luôn. Đấy, vuông vậy mà không phải sơn lại ha, anh em nhìn biết mà. Rồi vậy nhé anh em, bớt nhẹ trả góp ship xe, có gì alo em nhé.